Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của RỗiHP nha. Và đến với series review account ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một video tuyển quân cho những anh em thích đánh KVK chinh phạt ở seed thấp nha mọi người. Đó, các bạn hãy cùng xem đến cuối video để xem đây là kingdom nào nhé anh em. Đó, mở đầu video thì cái nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có tên là 65VC KOWX. Nó kinh nghiệm chơi game lâu năm của tôi thì đa số mấy ông lấy nickname là KOW này là King of War các bạn. Ở đây thì đang thấy để cho mình một cái tước thẩm phán, sức mạnh là 75 triệu và điểm tiêu diệt là 1 tỷ 909 triệu nha. VIP thì VIP 17 rồi nha anh em, với một số ngày đăng nhập rất là lâu đời luôn, 1422 ngày. Và bạn lên được cho mình VIP 17 cũng khá là ok, tại vì ở seed thấp thì các bạn VIP 15 mình thấy là đánh ngon lắm rồi, chứ đừng nói là VIP 17. Thông tin thêm một chút này, sức mạnh tối đa là 99 triệu, wow, mất rất nhiều bao nha. Chết là 16 triệu 2 này, thu thập tài nguyên 14 tỷ và hỗ trợ tài nguyên là 13 tỷ 2 nha các bạn. Nick này tụt bao khá là ghê đó. Nền văn minh thì đang sử dụng đó là nền văn minh đế chế Ottoman. Số lượng lính còn lại thì nick này còn 2 triệu 9 lính nhá. Và còn khoảng gần 600.000 T5 kỵ này, 260.000 T5 bộ và 258.000 T5 cung. Đó, lính còn lại là không quá nhiều. Mình sẽ xem luôn về cái mục KVK đi. Hiện tại thì 25 ngày nữa là cái kingdom này nó sẽ hết KVK nhá. Nên là anh em nào mà muốn bay về seed thấp đánh thì có thể gọi là căn gọi là thời gian cái bên này hết KVK để bay về, hoặc đơn giản là cứ nhắn tin trước để xí chỗ nha anh em. Đại sảnh anh hùng này chết 1 triệu 9 lính. Wow, seed thấp mà chết từng này lính là rất là nhiều các bạn. Nó chất lượng lính chết cũng rất là tốt nha. Chỉ có ở đây là khoảng 150.000 là các loại xe T1, T4, T5 thôi. Đấy, còn lại là đa số là kỵ bộ cung. Chết rất nhiều nha anh em. Mình đã từng đánh seed thấp mà 1 triệu 9 là chết nhiều đấy. Thành tựu thập tự chinh này mới tiêu diệt được là 15 triệu 4 lính thôi. Nó chết thì nhiều nhưng mà chưa tiêu diệt được mấy. Nhưng mà đổi lại thì tài nguyên ở ngoài mình thấy còn rất nhiều. Tài nguyên ở ngoài còn tới là 4 tỷ 1 lúa, 2 tỷ 6 gỗ, 4 tỷ 1 đá và 2 tỷ 2 vàng. Về phía bên trong giao diện thành phố một chút thì trang trí đơn giản nha anh em. Ở một cái cấu trúc bậc thang nói chung là cũng phổ biến rồi. Về skin nhà thì chúng ta có là 33 cái skin nhà tất cả. Và đang dùng ở đây là nhà cung điện Tokapi nha. Và cái khung này là cái khung thiên đỉnh vừa rồi này, đấy khá là đẹp. Nhưng mà không biết có nhà thiên đỉnh vừa rồi không. Không có nhà thiên đỉnh gần nhất nha anh em. Nhưng mà ở đây thì bạn cũng có cho mình một cái nhà phân tranh vương triều, cộng phòng thủ tất cả đội quân 8%. Còn trước đó là chỉ cộng có 5% chỉ số tất cả loại quân thôi. Và có một cái nhà ở nơi ở của thánh thần nữa này, một cái nhà K1. Như vậy tổng cộng thì cái nick này có là 4 skin nhà cam này các bạn. Ok, cùng xem tới mục chỉ huy thì số lượng tướng chưa triệu hồi là hơi bị nhiều đấy anh em. Đó, Cyrus, Cell, Pakan, rồi Gigamet, Honda, Suleiman. Ui, công nhận ông này ông cũng kiên trì thật. Không biết các bạn nào giống như mình, ngày xưa mình để như này nhiều ấy, xong cứ mỗi lần tôi ấn vào nó lag, tôi ấn triệu hồi phát, thế là xong. Nó lại hiện lên gói nạp. Đó, Lilith cũng rất là khôn anh em, họ để những con tướng mà các bạn đã triệu hồi được ấy, để lên trên này này, để anh em có tỷ lệ gọi là ấn nhầm, cũng như là cay cú. Nhiều vãi xưởng ạ. Không biết là bạn này bạn có định nạp tiền không? Nếu mà nạp thì thôi tôi nghĩ là xuống tiền quách đi nhìn cho đỡ ngứa mắt. Đầu tiên chúng ta có vị tướng kỵ binh mạnh nhất bây giờ này, Alexander Nevsky, Max Skill. Đồ thì ở đây bạn cũng mặc cho mình là full một set cam nha. Wow, có cả vũ khí KVK Talon luôn, đẹp trai anh em. Một mũ KVK không Talon này, nhưng mà nổ Talon ở 4 món. Hai phụ kiện với cái vũ khí KVK Talon tôi đánh giá rất là cao nha anh em. Nó tiết kiệm các bạn rất là nhiều vật liệu đấy. Và ở đây chúng ta có là vũ trang. Vũ trang thì chỉ số kỵ binh khoảng 11-12%. Nhưng mà đổi lại ở đây bạn có thêm được 3 cái minh văn nữa. Tiếp đó là có Tào Tháo Max Skill này. Và Tào Tháo thì bạn cũng mặc quyết định là mặc full một set cam. Có thể là để đi kéo man nha. Mình chơi game khá là lâu rồi thì thường Tào Tháo thì ít ai dùng đánh nhau lắm. Đa số mặc để kéo man hoặc là móc mỏ thôi. Full một set kỵ binh anh em. Cha'Zaan của bạn cũng Max Skill luôn này. Và mặc đồ lam với đồ xanh lá. Có Cha'Zaan này mà mang ra đồng thì chắc chắn là một cái bao cát rồi anh em. Bê-chan của bạn cũng Max Skill luôn này. Và ở đây thì không có đồ, chỉ có duy nhất một cái găng tay Nava thôi. Một nick chuyên kỵ anh em. Bây giờ chuyên kỵ khá là ngon. Mình cũng rất là thích có một nick chuyên kỵ, nhưng mà điều kiện thì không cho phép anh ạ. Hạng vũ của bạn Max Skill luôn này. SCPO Max này. Wow. Zanzika Max, Attila Max Skill. Một trong những lý do lớn nhất mà mình thích những cái nick chuyên kỵ đó là có cặp Attila Takeda các bạn. Ở đây thì bạn cũng có nguyên một cặp luôn. Đấy, cặp này thì thật sự với anh em luôn là các bạn thả ra với những người chơi mà họ hơi ít kinh nghiệm một chút đấy thì kiếm kill rất là sướng anh em. Các bạn chỉ cần cho nó mặc một set đồ xịn thì mấy ông T4 đôi khi kiểu 10 đạo sờ qua mấy các bạn kiếm kill gọi là khủng bố đấy. Mình rất là thích cặp đấy nhưng mà số phận đưa đẩy tôi đã không có anh em ạ. Kiểu ngày xưa người ta bảo cặp đấy mạnh ấy, nhưng mà mình nhất quyết mình không lên, mình lên Quan Vũ. Ở đây mình có Doan nhà Ác Max Skill nha. Quốc tướng Di Max này, William Max luôn này, Mẹt Mét Max. Nhiều tướng kỵ phết nha, có cả Thành Cát Tư Hãn Max này,
AM á, WeChat thì 5523 và cũng đang mặc full một set cam, chắc chắn là để kéo man rồi. Kiểm tra kỹ năng quân man rợ của bạn một chút. Chỉ có 1 tỷ 2 thôi, như vậy là cũng không kéo quá siêng đâu anh em. Nebu của bạn thì 5353. Ui. Bước đều vãi chưởng, sơn đế ốc mắc này. Có con giáp uy gan này đang 5551 nhá. Ui, tướng chìa vàng mắc nhiều chưa? Có Isida này, Cleopatra này, Feredic mắc luôn. Elcid mắc luôn. Siza thì 5554. Đấy, Siza còn thiếu 75 tướng là mắc anh em. Bạn này mắc rất là nhiều tướng nha, mục đích chơi 1400 ngày các bạn. Đó. Ở đây thì chỉ còn đúng 3 con tướng bạn chưa triệu hồi được thôi, còn lại thì bạn có khả năng triệu hồi hết rồi. Nhưng mà nhìn ở trên thì thật sự là hơi nhiều tướng, nhìn trông hơi ngứa mắt anh em nhỉ. Tôi hay ấn nhầm lắm. Đến thử tướng cam phát nha. 2 con này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này, 14 này, 16 này, 18 này, 20 con tướng cam mắc. Ở đây thì mình tính luôn cả mấy con tướng farm và con AE, tướng chìa vàng anh em. Một nick chuyên kỵ binh khá là ngon. Để xem bạn đánh nhau bằng những đạo quân nào trên Open Field nhá. Hiện tại thì bạn đang có đạo quân ở ngoài rồi. Mình sẽ test ở trong cái mục trinh phạt đi. Đây là năm đạo đánh đồng của bạn nhá. Đạo đầu tiên là Nepki Doan P, chắc chắn rồi. Đạo thứ hai là Hạng Vũ William. Đạo thứ ba là con Nebu chưa mắc và Di Song Di. Đạo thứ tư là SC Mehmet. Và đạo cuối cùng bạn quyết định sử dụng cho mình đó là Chazan AE. Đấy, rõ ràng rồi, các bạn có một con Chazan Max Skill đem dùng với AE thì mình nghĩ là khá là tốt. Nhưng mà đồ con này thì hơi lởm nha anh em. Mình không biết là liệu con Chazan với cái lượng đồ như này thì trên Open Field nó có bị cúng kill không nữa, kiểu búp kill cho đối thủ ấy. Xem qua một chút về mục đạo cụ nào. Đạo cụ thì game ở ngoài bạn còn 47.000. Game trong này không nhiều, nó ship thấp nên không có điểm VIP dư anh em ạ. Tài nguyên trong túi này. Tài nguyên trong túi này thì bạn cũng đã dùng rất là nhiều nha anh em, nên nó còn ít như thế này ấy. Mục tăng tốc xây dựng, tăng tốc huấn luyện này, nghiên cứu này, chữa thương này, tăng tốc chung ít nha anh em, tăng tốc chung này thì khá là ít. Nhìn chung thì ship thấp các bạn tích tăng tốc nó lâu lắm, ship cao thì được hit rương, nhưng mà đổi lại thì mỗi cây VK tốn nhiều tăng tốc hơn, ship thấp thì không được hit rương, thì mất ít tăng tốc hơn. Ở đây chúng ta có là 18 cái mở rộng đội quân nâng cao 50%, không có bút 10% ở đây. Mục thiết bị này, ông này đồ cam nhiều nha anh em, ông này đồ cam khá là nhiều đấy, có 1 này, 5 này, 9 này, 13 này, 17 này, 21 này, 24 món cam tất cả nhá. Và nổ ta lần được 1, 2, 3, 4, 5, 6 món ta lần. Mình rất là thích cái kiếm cây với cây nổ ta lần các bạn. Tại kiếm này nó rất là đắt. Cái này các bạn nổ ta lần nó sẽ giúp các bạn về sau tiết kiệm rất là nhiều. Thứ nhất là mảnh bản vẽ, các bạn không phải lấy thêm này. Thứ hai là vật liệu. Mỗi lần các bạn tinh luyện cái vũ khí cây với cây mất 75 vật liệu cam đó. Các bạn tinh luyện 3 lần thôi là mất khoảng hơn 200 vật liệu cam rồi anh em. Nói chung ông này chắc là đập phát ăn luôn đấy, khá là hên. Đây là một vũ trang. Vũ trang thì mình đã xem qua thử một số cái mà bạn đã sử dụng cho mấy con tướng chính đi. Vũ trang thì không biết anh em có cảm nhận được là gần đây mở nó hơi đen không? Gần đây mình mở không được một cái vũ trang nào mà thuộc cái đội hình kiểu mình dùng được ấy. Tức là đội hình tam giác gần như mình không mở ra một cái nào mà được 3 dòng ngon hết đấy. Thậm chí 2 dòng ấy còn hiếm nữa. Đợt trước mở có vẻ hên hơn. Nick này cũng không đầu tư ở vũ trang mấy anh em. 40 cái rương AE này. Ok, hai chọc tím. Chìa khóa vàng ít nha, AP rất là ít luôn này. Có chọc vàng hồi nãy mình xem là còn 300 chọc đấy. Đây, 10.000 cái chọc tím, vãi nồi. Ok, nói chung là cái nick này thì đánh ship thấp tôi nghĩ là hợp lý rồi anh em. Và các bạn có thể tham khảo để xin cái nick này, cũng là tất cả anh em R4 để bay về Kingdom nha. Và bây giờ mình sẽ xem là Kingdom nào, 65, không biết là Kingdom nào 65 đây. Sức mạnh liên minh này, chúng ta có top 1 của cụm này luôn. Wow, 1265 nha anh em. Đó, các bạn mà muốn bay về 1265 thì có thể liên hệ với những cái rig R5 và R4 trong Kingdom này. Nhấn mạnh luôn là ship thấp đấy, các bạn về nói chung là đánh sẽ khá là thoải mái. Top 2 1673 này, 8 tỷ 5. Top 3 1472, 8 tỷ 1. Đây là một cụm ship thấp có thể nói là kinh điển luôn đấy anh em. Sức mạnh liên minh chỉ có là dưới 9 tỷ mà thôi. Cụm này thì đánh khá là nhẹ nhàng rồi. Sức mạnh cá nhân cao nhất là một boss từ 1090 này, 189 triệu pound, kill 5 tỷ. Top 2 là một boss từ 1157, 183 triệu pound. Một cái đặc điểm nữa của seed thấp ấy đó là các bạn thường cũng không phải mất quá nhiều pound. Nó khác với seed cao ở chỗ là ở seed cao nhiều khi người ta bắt các bạn gọi là chết nhiều lính để người ta tuyển thêm quân về ấy, nhưng mà seed thấp thì thường nó ít xảy ra chuyện đấy các bạn. Không phải là các bạn không chết lính nhưng mà các bạn sẽ ít chết nhiều như ở seed cao hơn. Bởi vì chết nhiều quá thì đâu tuyển được thêm người về đúng không? Tuyển thêm người về thì theo thời gian cái pound kingdom càng ngày nó càng cao lên thì nó lại không phải là seed thấp nữa anh em. Nó seed thấp các bạn thấy là số lượng người chơi trên 100 triệu pound rất là nhiều nhá. Lên tới là khoảng 113 người trên 100 triệu pound, rất là nhiều. Kỹ năng liên minh chúng ta có là 2522,
87 tỷ nhá. Liên minh Việt Nam luôn, Thác Vinh Quang này. Top 2 là 1574, 78 tỷ. Ok, cái liên minh 1265 này tuy là PAO là top 1 đấy, nhưng mà Qpoint thì tận là top 8 anh em. Đó, Qpoint chỉ có 60 tỷ thôi. 60 tỷ mà seed thấp thì mình nghĩ là cũng thuộc dạng rất là thấp nha anh em, kiểu không quá mạnh ấy. Chúng ta tiếp tục có ở đây là kỹ năng cá nhân này. Cái nick của chúng ta Q 1 tỷ 9, hiện tại là top 128. Top 1 là một bot 14 tỷ 9 này. Top 2 là 9 tỷ 3. Wow, 1014 là có tới 3 bot Qpoint cao. Đây là một liên minh Hàn Quốc nha anh em. Quả 25 thì cũng không phải là cái gì đấy quá ghê gớm rồi. Lisador 2522 này, 8 tỷ 7, sức mạnh 131 triệu. Mình xem cái nick Qpoint cao nhất của 1265 là bao nhiêu nhá anh em. Để xem cho bảng xếp hạng nào. 1265 đâu. Đây, nick này nếu mình không nhầm là cao nhất nha anh em. Akanin, đó, 100 triệu sức mạnh, điểm tiêu diệt là 3 tỷ rưỡi. Xem qua một chút về mục nạp rương nào. Đó, rương ship thấp thì xác định nó không có gì rồi anh em. Các bạn về ship thấp thì chủ yếu là các bạn lấy một cái môi trường chơi game nó nhẹ nhàng này. Thứ hai là các bạn có thể là có nhiều đất farm game và chơi event, nó farm tài nguyên nó dễ hơn nha các bạn. Và video review cam ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Đó, hiện tại thì như mình đã nói ở đầu video, đó là bạn nào muốn về ship thấp để chơi vui vẻ nhẹ nhàng hơn, có thời gian dành cho cuộc sống nhiều hơn đúng không, đỡ bị nghiện hơn, thì các bạn có thể liên hệ với những người chơi của 1265 nha. 25 ngày nữa mới kết thúc KVK, nhưng mà nếu các bạn liên hệ sớm thì có thể các bạn sẽ có chỗ để bay về sớm hơn, tại vì nhiều khi ship thấp thì rất là nhiều anh em muốn tìm về để chơi cho các bạn. Ok, và nếu các bạn không muốn bỏ lỡ những thông tin tuyển quân mới nhất trong tựa game Rise Kingdom để phù hợp với lối chơi của anh em thì hãy để lại một like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ làm tất cả những video liên quan đến tựa game Rise Kingdom, từ hướng dẫn cho tới giải trí và tuyển quân. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.